Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Cùng đi kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại cống Liên Khê, kè Hàm Tử, điểm thầm lậu mái đê xã Dạ Trạch, Khoái Châu, điểm sạt mái đê xã Liên Nghĩa, công tác ứng phó với tình hình ngập úng tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Thực tế kiểm tra cho thấy nước ở sông Hồng đang rút, các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác ngăn chặn nước tràn vào đê, hỗ trợ nhân dân chuyển vật nuôi, tài sản, khu vực ngoài đê bị ngập nước đến nơi an toàn. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương tập trung công tác phòng chống lũ, khắc phục các điểm mạch sủi, sạt lở trên các tuyến đê, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Khi phát hiện sự cố, cần huy động lực lượng, vật tư xử lý ngay theo phương án 4 tại chỗ. Đặc biệt, phải có phương án đảm bảo an toàn cho tuyến đê chính. Đồng chí đề nghị huyện Khoái Châu và huyện Văn Giang phối hợp với các đoàn thể khẩn trương huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ, di dời người dân và tài sản trong vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến nơi an toàn. Thực hiện nghiêm túc công điện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm tuyệt đối không để xảy ra thương vong về người, làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo nơi ở, lương thực, thực phẩm cho người dân khi phải di dời. Khẩn trương rà soát các tuyến đê, kịp thời phát hiện các điểm sung yếu, sẵn sàng triển khai các phương án để khắc phục tình trạng ngập úng. Đồng thời, đề xuất kiến nghị giải pháp để xử lý ngay những điểm sạt lở, ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng quà biểu dương lực lượng quân sự huyện Văn Giang đã nỗ lực không quản nguy hiểm khó khăn, ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân xã Phụng Công vận chuyển tài sản, vật nuôi từ vùng ngập sâu tới nơi an toàn.